mới, Esimbanh lại tiếp tục hoán đại hội cổ đông. Chiều 23 tháng 5 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam Esimbanh đã phát đi thông báo gia hạn đại hội đồng cổ đông Babylon thường niên năm 2019 lần thứ hai. Trước đó, Esimbanh đã triệu tập cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ hai dự kiến diễn ra vào ngày 26 tháng 5 năm 2019 tại TPHCM. Tuy nhiên, do cần có thêm thời gian để hoàn thiện kỹ lưỡng công tác tổ chức Babylon thường niên năm 2019 lần thứ hai được đồng nhất và thành công. Do đó, Exim đã quyết định rời thời gian DHDCD. Thời gian và địa điểm cụ thể cho việc tổ chức đại hội lần thứ hai chưa được xác định mà chỉ nêu là vào một ngày trong tháng 6 năm 2019. Như vậy, chỉ sau một ngày loan báo tin có tân chủ tịch hội đồng quản trị là ông Cao Xuân Ninh và quyền tổng giám đốc Nguyễn Cảnh Vinh, Exim Bank đã phát đi thông báo hoãn DHDCD. Trước đó, DHDCDEXIMBANK dự kiến diễn ra vào ngày 26 tháng 4. Tuy nhiên, số cổ đông tham dự chỉ đạt 57,62% số cổ phần có quyền biểu quyết. Tỷ lệ này chưa đáp ứng điều kiện tổ chức đại hội nên Eximbank thông báo đại hội không thể tiến hành. Từ năm 2013 tới nay, tình hình hoạt động của Eximbank bị trì trệ, nên mặc dù là một ngân hàng từng nằm trong câu lạc bộ nghìn tỷ nhưng đến nay Eximbank lại thụt lùi rất xa. Sự bất đồng giữa các nhóm cổ đông lớn và nội bộ hội đồng quản trị là một trong những lý do quan trọng gây nên sự trì trệ. Bởi vậy, vấn đề cấp thiết đặt ra lúc này là ngân hàng phải có sự ổn định, hòa hợp giữa các nhóm cổ đông để đưa Esimbank trở lại quỹ đạo phát triển. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Esimbank được kỳ vọng sẽ giải quyết vấn đề trên để đảm bảo được lợi ích cho hơn 6.000 cán bộ nhân viên, hàng nghìn cổ đông nhỏ lẻ và các nhà đầu tư, cũng như tạo dựng được môi trường đầu tư lành mạnh hấp dẫn hơn trong mắt các nhà đầu tư nước ngoài đối với lĩnh vực ngân hàng Việt Nam nhưng cuối cùng lại phải hoãn vì cổ đông không đến đủ. Theo tài liệu báo cáo của HDQTEXIMBANK dự kiến trình cổ đông, năm tài chính 2018, Exim đạt tổng tài sản 152.652 tỷ đồng, hoàn thành 85% kế hoạch, lợi nhuận trước thuế đạt 827 tỷ đồng sau trích lập dự phòng, tỷ lệ nợ xấu 1,85%. Công quang